Tôi là game đấu giữ kỷ lục của LCK mùa xuân năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại với thời gian thi đấu là 19 phút 02. Họ tự phá kỷ lục của mình luôn với chiến thắng trước KT Roster với 23 phút. Tôi thực ra nghĩ một cái này cũng vui thôi chứ không có gì cả, đó là Tây Oanh tại sao ván đấu đầu tiên đánh nghiêm túc, và ván này cũng đang chuẩn bị rất là nghiêm túc như vậy, là kiểu rủ nhau là anh em đánh nhanh về còn test Covid. Ngày nào cũng test, đánh nhanh về còn test cho nó nhanh để còn cách ly tiếp. Thôi thì ván đấu thứ hai cấm chọn có một chút xíu theo thay đổi. Hồi nãy Trinh đã bị cấm bởi bên phía của Tây Oanh ở bên phía đội 1, và bây giờ thì Oanh có cơ hội được first pick chọn đầu tiên vị tướng này. Và tôi hy vọng là sẽ có một cái gì đó đặc biệt đến từ cấm chọn của Tiwan. Kèo này tôi nghĩ rằng không cần phải nghiêm túc quá đâu. Cho một con Raven đường dưới để coi là có thắng được con tướng xạ thủ top 2 meta không như thế nào chứ. Lại còn mang tiếng là cặp đôi đường dưới số 1 LCK. Nhưng mà Tiwan họ vẫn đang muốn nghiêm túc. Nó sẽ là Ahri dành cho Faker và có thể sẽ là thêm một con Hecarim nữa của Honor chăng. Bộ đôi được tiêu quan họ vận hành một cách tương đối là tốt và có tỷ lệ thắng rất là cao tại LCK ở thời điểm hiện tại và rất nghiêm túc đến tiêu quan. Vẫn không Diễm có Nguyên. Bất cứ một con bài nào thay đổi cả đến từ những sự lựa chọn đầu tiên của họ. Rõ ràng là chắc là mục đích là đánh nhanh thắng nhanh rồi, không có rề rà gì cả ngày thi đấu hôm nay. Lát nữa xong trận này là các bạn chắc là phải ngồi đợi khoảng chừng gần 2 tiếng. Tiếng rưỡi. Chúng ta có cặp đấu thứ hai ngày thi đấu hôm nay. Còn rồi, Brion đang có được những vị tướng mà ở trong ván đấu trước bên phía của T1 phải cấm. Ván đấu trước T1 cấm Jin, cấm giai đoạn 2 cấm thêm cả con Vex nữa. Thì ở trong ván đấu này khi mà Brion được con phía đội 1 thì họ đã có được hai con tướng đó. Vấn đề là bây giờ xây dựng tiếp một cái bộ đôi đường dưới mà họ tự tin thì coi như là xong giai đoạn đầu cấm chọn. Thì Luffy tự tin với lại con Nautilus, một vị tướng mà thật ra cũng dễ chơi và giúp cho bạn có những tình huống mở giao tranh trực diện. Vẫn là Nautilus dành cho Lopi như ở trong ván đấu thứ nhất thôi, nhưng có một thiên địch nha, có một thiên địch dành cho Ahri của Faker, đó là Vex trong tay của Feisty. Với việc là ban đi hai khu vực, hai vị tướng ở khu vực đứng giữa đến từ bên phía của T1 ở trong phase 1, còn với T1 thì đây sẽ là lựa chọn dành cho Zeus ở cánh trên. Black pick của con Tryndamere luôn dành cho Zeus. Blybig, một con Tryndamere. Nếu như gọi là thiên địch của Tryndamere, để coi, Camille sẽ là một trong những lựa chọn mà bạn có thể lấy để có thể cố gắng thắng ở trong giai đoạn đi đường. Chứ thật ra nếu như bạn không hủy diệt giai đoạn đi đường, giai đoạn sau Tryndamere bắt đầu có một hai món trang bị thì chạy lòng vòng cũng rất là khó chịu. Nó không phải là vị tướng mà nó sẽ lao vào, nó tìm cách hạ gục bạn liên tục, mà cố gắng tìm những pha đẩy lẻ để kéo giãn đội hình của bạn ra mà thôi. Chọn mù Tryndamere từ bên phía của T1. Dạo gần đây T1 rất là tự tin với Zed. Họ cho phép anh ta chọn mù rất là nhiều. Chọn mù dây rất là nhiều lần rồi chọn mù Tryndamere. Không chưa cả Kennen nữa, một cái sự lựa chọn mà T1 họ rất là tự tin. Nhưng mà ván này thì họ pick Tryndamere dành cho Zed và khóa lại hai con bài đứng trên của Subaru là Kali và Kennen. Còn ở bên phía của Brion thì họ vẫn e ngại khả năng đánh Kama đứng dưới của Kerea và ban thêm một con tướng hỗ trợ nữa, tôi nghĩ là như vậy. Một vị tướng mở nhưng không, bàn vào Aphelios của Gumayusi. Thì để xem Guma có sách Kai'Sa là không không. Pick Samira để dạy cho Gabi chơi Samira như thế nào à? Rồi. Đối với Samira thì bạn sẽ cần một hỗ trợ có khả năng gây hiệu ứng khống chế, và cụ thể là một hỗ trợ có thăng mở tốt. Với Kera thì bây giờ không còn Kama nữa thì anh ta, thực ra anh ta đánh tiếp con Renata cũng không tệ. Renata và Samira là một combo không hề tệ một chút xíu nào cả. Và tôi nghĩ rằng đó là một con tướng mà bên phía của T1 hoàn toàn có thể lấy. Đi đường trên thì bên phía của Brion chốt lại con rừng của mình là gì đây? Tiếp tục là Xin Zhao, Callisto. Xin Zhao cho Callisto, một con Grey đường trên cho Subaru để đánh an toàn với Tryndamere. Đấy là một kèo đấu mà chúng ta không lạ nữa. Con Grey nó sẽ có áp lực ở trong giai đoạn đi đường, nhưng càng đánh thì Tryndamere sẽ càng mạnh hơn với áp lực solo kill, và đặc biệt là cấp độ 6. Và Subaru tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cần phải cẩn trọng khi ở ván 1 thì anh ta có một tình huống solo kill ở vị trí của Zeus, nhưng ở ván 2 này thì rác hỗ trợ của Kerea. Đội hình tất cả lao vào đến từ bên phía của T1 khi mà họ sở hữu cặp đôi Samira và rác của Kerea. Rác là một vị tướng để xem đội hình. Thường rác là một vị tướng mà bạn sẽ chọn khi mà đối phương có những carry không có độ cơ động cao.
và bạn sẽ tận dụng khả năng mở liên tục đến từ súng cao su để có thể khai thác những cái tốc biến và những cái tình huống mà đối phương không có khả năng cơ động để né như vậy. Và nó sẽ là tiền đề để cho Samira có thể vào và Ari có thể vào. Thì đội hình này của Red T1 tôi nghĩ rằng cũng khá là dễ để có thể vận hành. Về cơ bản thì nó sẽ được vận hành theo khuynh hướng là 4-1 với một cánh đẩy lẻ của Z và 3-4 thành viên còn lại sẽ vận hành xung quanh những cái mục tiêu lớn. Trong khi đó thì tương tự như vậy, tôi nghĩ là đội hình của bên phía Redrion thì cũng sẽ là một đội hình vận hành theo kiểu như vậy, với Ray sẽ được giao ở cánh để có thể phòng ngự trước những pha đẩy của Greenamir, và 4 thành viên còn lại với khả năng mở đến từ Vex thì sẽ tìm kiếm những cơ hội để mở trước. Hai đội đều có công cụ mở thì tôi nghĩ rằng chắc là đội nào tìm ra góc để mở sớm hơn thì sẽ là đội có được ưu thế hơn thôi. Và với những cái con tướng được lựa chọn như này thì tôi đang rất là chờ mong với một cái ván đấu mà nó cởi mở đến từ bên phía của Brion và T1 như ở trong ván đấu đầu tiên. Nhưng đừng lệch quá, T1 họ mặc dù nói là chúng ta vẫn nói là T1 họ muốn đánh gọn, đánh nhanh ở trong ván đấu này, nhưng ván đấu thứ hai thì để xem là Brion họ với những cái chất tướng cũng có thể coi là thiên địch như Vex ở khu vực đứng giữa để đối đầu với một con Ahri trong tay của Faker, hay thậm chí là con Jinx của Garmin đang là một con tướng rất là hot, và anh ta sẽ phải đối đầu với lại con Samira và Zac trong tay của YC và Kyria. Thì để coi Brion họ sẽ thể hiện như thế nào ở ván đấu thứ hai, ván đấu trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị và bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Bossport. Tiếp tục là một vị tướng coi như là lần đầu tiên xuất hiện ở trong vai trò hỗ trợ ở mùa giải này, hay là các mùa giải trước như cũng chưa bao giờ có rác hỗ trợ thì phải. Có không ta? Không, tôi không ngày nhớ ngày được trước lần nào mà rác xuất hiện cả. Đúng không? Ngày trước thì hình như là có Gorilla đánh 1-2 game ở 2016 thì phải. Nhưng mà nó đã ở một cái khoảng thời gian rất là xa rồi. Thì và con rác này ở vị trí hỗ trợ thì thực sự nó cũng rất là hiếm gặp nữa. Thì Kyria anh ta đang muốn thử nghiệm trong một cái ván đấu mà anh ta phải đối mặt với đội hình Challenger của Freyrion. Cảm giác tương đối là đơn giản. Và trao đổi chiêu thức cấp 1 giữa Faker và Feisty. Sát thương của Vex rất là tốt nha. Đây là vị tướng mà chúng ta đã nói rất là nhiều kể từ khi nó được đưa vào sử dụng ở các giải đấu chuyên nghiệp. Thì đây là vị tướng mà sát thương cơ bản của bộ kỹ năng rất là tốt. Cho nên nó cho phép bạn ở một ngưỡng trang bị không cần nhiều, bạn vẫn có thể đủ sát thương để one shot carry của đối phương trong trường hợp mà đối phương không có trang bị phòng ngự theo dạng kháng phép. Thì điều đó cũng được thể hiện phần nào đó qua những pha trao đổi chiêu thức đầu tiên khi mà Feisty không hề thua kém với những tình huống kích phi hồ, xin lỗi, kích lửa hồ ly của Faker để có thể trao đổi. Lobby có một cú móc thành công. Kyria nâng Q ở cấp 1 và do đó anh ta đang không giúp gì được. Anh ta đang không giúp gì được cho Guma trong giai đoạn đi đường cả. Cho tới khi nào đủ ít nhất là có súng cao su thì may ra. Và đây chính xác là đây là con rắc support lần đầu tiên xuất hiện tại LCK. Thực sự rất dị đến từ vị trí của Kyria với con rắc này. Nhưng áp lực ở trong khoảng gian đầu đang thuộc về bộ đôi bên phía của Brion móc ngọn eo thành công. Cộng bàn tay có giãn ở cấp 1 thì đúng là bạn không thể nào mà làm được gì cả ở cánh dưới này. Và Guma thực sự đang muốn cân hai à? Nó thực ra con rắc thì nó sẽ giống con Alistar. Con rắc cấp 1 thì bạn có nâng súng cao su thì bạn cũng không làm gì được. Chả lẽ bạn lại súng cao su xong vào hai thành viên đối phương rồi bạn lại mà đứng bắn cười à? Với quay lại tán thì chắc là con rắc cũng chết thôi. Nó sẽ là một con tướng hỗ trợ mà sức mạnh chỉ đến khi mà bạn có đủ bộ kỹ năng ít nhất là ở cấp 2 với súng cao su bàn tay có giãn. Thì may ra bạn mới có được cái áp lực ở trong giai đoạn đi đường, còn nếu không thì bạn cũng đúng là chẳng làm được gì cả. Thì chắc là chúng ta sẽ phải đợi xem là tới thời điểm mà đạt được những cái cấp độ sau, kể từ cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 4 trở đi, thì Kyria sẽ làm gì với con rắc hỗ trợ đường dưới của mình. Còn chúng ta đang được nhìn thấy cái thông số của 6 lượt chọn gần đây với Trinamir. Nó là 6 trận thua. Để xem là với Zeus anh ta có giải được cái ui cấp 4 và có luôn tốc hành để áp lực solo kill. Solo gặp nguy hiểm rồi. Chém xoáy chuẩn bị hồi lại và solo kill dành cho Zeus. Sao à, solo kill thì nó nhạt quá. Thôi thì đành phải chịu vậy. Thật ra chúng ta có thể phần nào đó dự đoán trước được cái kết quả của cặp đấu này khi mà nhận được thông tin từ tối ngày hôm qua rồi. Ui Listo, con mắt đó có tác dụng không vậy? Không đúng không? Anh ta cắm bị ra ngoài bụi rồi đúng không? Ra ngoài bụi rồi. Đó là
Như vậy rõ ràng là tâm lý không không phải là theo kiểu không có gì để mất, vẫn có những sự căng cứng nhất định đến từ bên phía của Brion. Tâm lý chưa thực sự được giải tỏa. Và thực ra là có một cái thông tin như thế này tôi định nói ở ván 1 là Việt Nam chúng ta có một người Việt nha, ở Fabrion đang ăn tập, thực tập sinh của thực tập sinh của Fabrion, nhưng hơi đáng tiếc là anh ta chưa được đăng ký vào đội hình Challenger của Fabrion. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta chưa được chứng kiến trận đấu được giữa TL và Faker với một người Việt Nam thi đấu tại LCK. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đúng là highlight của Zeus rất nhạt. Highlight gồm siêu nhạt luôn. 8 cú đánh thường và 2 cú xoay chém xoay. Tôi hy vọng là cái thực tập sinh người Việt đó sẽ học hỏi rất là nhiều thứ. Sau này nếu mà không trụ được LCK thì về làm thần cá sấu ở VCS, xoán ngôi của Kia chẳng hạn. À cha. Nữa là highlight nữa, tính highlight nữa. Trông rất áp lực. Kỹ năng đỉnh cao của Zeus cấp 6 nha. Chém thường không phục phát nào. Đó là pha tính toán lên cấp 6 đến từ vị trí của Zeus, và anh ta áp lực vào một con Gray mới chỉ cấp 5 đến từ vị trí của Sobro mà thôi. Và áp lực rất lớn. Trận đấu trước thì anh ta bị ghép ngược lại với kèo pick sau của Sobro với từ đá Kera. Anh ta tấn công vào Guma Yushi, có Hecarim trong tay của Honor ở gần và Ganbin có thể gặp nguy hiểm trong pha này, nhưng Honor quyết định là cũng không dám lao vào. Anh ta mới chỉ 5 với một con Hecarim mà thôi, chưa có chiêu cuối, nhưng đây vẫn đang là ý đồ muốn bằng trụ. Ngay lập tức phải dùng máy dọn lính đến từ Lofi để giải tỏa áp lực. Nhìn vào chỉ số lính của Guma với lại Ganbin thì các bạn cũng thấy được là cái kỹ năng đi đường của Guma ở vào thời điểm hiện tại nó kinh dị đến như thế nào. Tại vì anh ta thi đấu gần như có thể coi như là chấp hỗ trợ ở trong khoảng thời gian vừa qua, bởi vì con rác của Kera chưa làm được gì nhiều cả. Pha súng cao su vừa rồi là một tình huống đầu tiên mà chúng ta thấy anh ta tác động được vào khu vực đường dưới khi mà tấn công trúng vào xạ thủ của đối phương. Còn trước đó thì chỉ là những pha xử lý cố gắng ăn lính trước áp lực của đối phương mà thôi từ GBLC, nhưng anh ta vẫn đảm bảo được chỉ số lính của mình ở mức cao và vượt trội hơn hoàn toàn so với lại những gì mà Garmin bên phía bên kia làm được. Thì đó là cái minh chứng cho chúng ta thấy là hiện tại tại sao bộ đôi đường dưới của T1 được đánh giá là số 1 tại LCK. Họ đang ở một cái phong độ quá cao và việc test tướng thực sự là như vậy cũng không hề ảnh hưởng tới cái áp lực mà họ có thể gây ra. Honor có mặt ở đường giữa, hôn gió đã trúng và Feisty bị đẩy về, ta buộc phải tốc biến nhưng có thể là không thể nào thoát được pha này. Điểm hạ gục thứ hai cho T1. Rất đơn giản với tình huống hôn gió thành công của Faker và một pha ủi về cực kỳ dễ dàng dành cho Honor để có được điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của T1. Áp lực cánh dưới bắt đầu có rồi, khi con rác của Kera có 3 chiêu ở cấp 5 thì anh ta đang liên tục tung ra được những cái kỹ năng để câu đi phép bổ trợ. Vừa rồi là tốc biến của Lopi đã phải đầu tư, còn ở cánh trên cứ gặp Lava, đó là Zeus. Chút xíu nữa thời điểm mà hoàn thành xong món trang bị đầu tiên chắc là Soro chuẩn bị là nằm xuống trong trụ á. Tại vì với cái kiểu đánh này thì lát nữa là bật từ chỗ tử thần vào trụ chém, trừ khi nào mà rớt lít chuột phải hụt vào trụ thôi thì may ra Soro mới có thể sống được. Cái tầm này là bắt đầu thấy cảm giác là hơi khó rồi, anh ta đã phải lên cho mình cái giày thép gai từ khá là sớm để hạn chế sát thương đến từ Zed. Không biết là T1 này có cái kế hoạch là phát kỷ lục thời gian của ván trước không ta? Ván 1 bị solo kill và ván 2 thì anh ta đang vác một vị tướng chuyên solo kill đối phương để gọi là hành người đàn em của mình. Còn đây là pha chiếu lại replay đường giữa với pha phối hợp của Faker và Honor. Trông rất đơn giản và không có cách nào để Feisty anh ta có thể thoát được, kể cả có đầu tư tốc biến đi chăng nữa. 2-0 dành cho T1 và chỉ cần giai đoạn đi đường sau 8 phút thì họ hơn đối phương 2000. Hai điểm hạ gục 2000. Hồi nãy khi mà giai đoạn đi đường kết thúc ở phút thứ 15 là 9000 tiền trên lệch. Đó là cái, tôi nghĩ đó là cái kỷ lục của LCK mùa giải này, tại vì không thể nào có chuyện mà 15 phút mà trên lệch 9000 như vậy được ở trong các trận đấu trước. Thì có lẽ thành tích đó hơi khó có thể lặp lại ở trong ván đấu này, tại vì nó có một số yếu tố như sau. Với Trinami ở khu vực đường trên, Zed dùng luôn chiêu cuối vào để cướp bùa xanh, đẩy đối phương về cho Faker mớm tận nơi luôn. Quá áp lực. Đó là một cái bóng ma kỵ sĩ để cướp bùa xanh đến từ Honor. Và anh ta hoảng sợ thành công Listo, không có khoảng thở dành cho người chơi đi rừng bên phía của Fabrion. Anh ta bị đẩy về, sau đó là dính luôn cho mình một cái hôn gió.
chết trong nụ hôn của Faker. Còn T1 thì vẫn đang gây áp lực ở tất cả các đường, đường trên là Trinamir của Zeus. Va là chạm, gặp là đụng. Đứng giữa thì Feisty anh ta nằm xuống một lần rồi với khả năng gánh tốt đến từ Honor. Còn cánh dưới là áp lực liên tục đến từ YOC với chỉ số lính chênh lệch so với lại Garmin. Và thế lính thì lúc nào anh ta cũng giữ được ở một cái khoảng cực kỳ là nguy hiểm dành cho bộ đôi bên phía của Frebion với những pha băng trụ của T1 cùng áp lực đến từ Hecarim trong tay của Honor. 3-0 dành cho T1 và lượng tiền thì sắp sửa lên mức 3.000 rồi. Hồi nãy tôi đang nói về cái việc là cái lợi thế 10.000 tiền ở gần 10.000 tiền ở 15 phút ván đấu trước, nó sẽ có nhiều yếu tố và ở ván đấu này các yếu tố đó không còn nữa. Ví dụ như là trên mê khu vực đường trên tay ngắn khó mà có thể ăn lớp giáp trụ được, tương tự như vậy là cái kèo đường giữa này thì con vách đậu đẩy đường tốt rồi, đường dưới thì họ cũng không có được lợi thế ngay từ đầu thì rất là khó có được cái lượng lớp giáp trụ nhiều. Còn pha xử lý rồi con thì nó quá mẫu mực rồi. Ông ma kỵ sĩ để cướp bùa xanh chạy ra phía sau đối phương, đá đối phương về vào nụ hôn Faker. Và đây là cái kịch bản mà chúng ta đã nói từ hồi nãy. Có khi nào chúng ta đã tới thời điểm thì nó phải xảy ra highlight lại highlight như... Ừ, nếu như tầm này lát được KD của Zed mà kiểu đẹp đẹp và kiểu như là 503 gì đó, xong rồi lát nữa hết ván 2 chúng ta sẽ được coi highlight chụp phải xoáy e của Zed. Hay là chặt người của Listo đang muốn xuống dưới để gành, nhưng Hecarim của Honor đang ở rất gần và thậm chí Kera biết được rừng của đối phương ở gần, nhưng anh ta vẫn sử dụng bàn tay có giãn để có thể gây áp lực. Và bộ đôi bên phía của T1 đang cho thấy khả năng đi đường thực sự quá vượt trội so với những người mới đến từ bên phía của Fabian. Ấy chẳng nề nang gì cả. Thực ra thì chúng ta nói về vấn đề rồi, cái điều tôn trọng lớn nhất mà T1 có thể làm đối với lại Brion ở trong trận đấu này là đánh hết sức. Tại vì nói thì nói vui về cái chuyện là nhường nhường vậy thôi, chứ nếu như các bạn nhường thực ra đó là một cái sự thiếu tôn trọng dành cho đối thủ. Trong bất kỳ một tình huống nào, bạn đánh hết sức là sự tôn trọng lớn nhất mà một đội như T1 có thể gửi tới cho những cái vận động viên trẻ bên phía của Brion. Thì chắc chắn là sẽ không có bất kỳ một sự cợt nhã nào cả, và mục đích của T1 vẫn là thắng ở một cái tốc độ nhanh nhất ở trong cái trận đấu này. Và bây giờ thì họ vẫn đang có một cái tốc độ hơn tiền mà tôi nghĩ là cũng không phải là quá tệ. 2 phút là 1.000. Tính ra là 2 phút chung T1 họ sẽ tăng cái cách biệt về tiền lên con số là 1k. Còn đây là Honor bật tốc hành, mục tiêu rõ ràng là Garmin bị hoảng sợ không, anh ta sử dụng tốc biến, người bị hoảng sợ là vị trí của Loki. Nhưng hai người bên phía của Brion sẽ nằm xuống cả hai trong pha này mà thôi. Hoàng Ngục Liên xạ được kích hoạt đến từ Kubayushi. Vẫn chưa có mạng thứ hai dành cho mùa 3 bên phía của T1 và họ bị hoảng sợ. Guma đã bị shut down. Kera anh ta bắt buộc phải dùng chiêu cuối để bỏ chạy. Anh ta còn sung cao su nhảy qua tường, nhưng đó là chiêu cuối bạc theo đến từ vị trí của Feisty. Sẽ bóc nội tả đây mà thôi, nhưng Zeus có pha solo kill thứ 3 trong ván đấu này ở cánh trên. Vẫn là một cái bước tiến rất lớn. Bóng đêm ui, rất là tiếc nó không trúng vào Honor trong pha vừa rồi. Sứ giả được thả khu vực đường giữa, ba lớp giáp trụ còn lại là đủ để cho cái trụ một đường giữa của Brion còn tồn tại. Và đó là pha giao tranh có lợi dành cho bên phía của Brion để giúp họ chỉ là rút ngắn khoảng cách mà thôi, chứ chưa thể nào cân bằng được. Faker vẫn đang ở lại khu vực đường giữa để cố gắng lấy nốt cái trụ nhưng sẽ không thành công. Còn đường trên, Zed đã xong trụ. Cái đường trên này đúng là ác mộng dành cho Soboro rồi, cú sốc đầu đời. Ván 1 thì đánh được con Gangplank solo kill được đàn anh một lần, nhưng ván 2 thì đàn anh đánh đúng không để nang gì cả. Đây là pha mà T1 họ muốn ăn hai mạng, nhưng chỉ có một mạng thôi. Gumonshi cầm một mạng, sau đó anh ta kích một cái hỏa ngục liên xạ, nó không thành công khi Loki đã sử dụng tốc biến để có thể tào thoát đi. Còn Kera thì dính bóng đen đoạt mệnh của Feisty và sau đó là nhảy qua tường nhưng cũng không thể thoát thân được. Honor là người duy nhất có thể thành công bỏ chạy trong pha băng trụ hơi lâu vừa rồi đến từ bộ ba của T1. Còn cánh trên lại highlight lại highlight trên tầm 2-3 ba phát đánh thừa và một cú phong linh. Listo còn cái tốc biến và anh ta quyết định quay ngược lại đánh vì Luffy đang tới và đồng đội của anh ta là Feisty cũng đang tới. Pha phản công đến từ bên Brion, họ đang tìm kiếm Honor, người đang có góc để có thể chạy được, nhưng Luffy quyết định khác là anh ta đánh về phía Kera và Faker khiến cho Honor có thể chạy được. Brion không thống nhất ở trong tình huống tấn công đó, người thì kéo qua bên cánh trái, người lại dí bên cánh phải. Khó quá. T1 họ vẫn đang gây một cái áp lực quá lớn để
khiến cho ở thời điểm hiện tại lượng tiền đã lên con số 7.000 rồi, và Lupi chuẩn bị gặp nguy hiểm trong pha này khi anh ta không còn tốc biến nữa. Nhưng T1 sẽ muốn ăn hai linh mạng trong tình huống này luôn. Kumayushi kích luôn cả thanh tẩy cho nó chắc chắn. Ở điểm hạ gục thứ hai sẽ có, nó được nhường hay không đây không? Honor lạnh lùng cướp đi trong tay của Kumayushi. Ba thành viên bên phía của Brion đang muốn trả thù cho đồng đội, nhưng liệu có trả thù được hay không? Đây câu trả lời là không. Khi mà Sabrina trong tay của Kumayushi có mạng thứ hai trong ván đấu này, Faker né nhẹ cái phong lôi thương của đối phương, bị hoảng sợ và sẽ không có tình huống tấn công tiếp theo đến từ đường giữa bên phía của T1. Còn trong khoảng thời gian đó, rớt chơi một mình. Các bạn chuẩn bị được chứng kiến một tổng hợp highlight nhạt nhất lịch sử LCK, với toàn bộ 90% highlight là những pha lít chuột phải của Z ở khu vực đường trên. 100 điểm play of the game dành cho anh ta với cái đà này. Ba pha solo kill, hai trụ đường trên. Ui, Listo làm gì thế này? Tiền về. Ui. Quá áp lực. Bây giờ gặp ai thì chắc là Zeus anh ta cũng sẵn sàng chặt làm đôi luôn. Và Garmin có thể bị one shot bởi Faker nha, có phi hồ. Nhưng không, Faker cũng nói rằng là tôi chưa an toàn. Hướng lên cánh trên và bắt Soboro có vẻ như là mềm hơn, đối này mềm hơn. Và điểm hạ gục sẽ có dành cho T1. Ui, 176 tiền. Một mạng. Tôi nhớ không lầm thì từ năm ngoái thì bên phía LCK có một cái gọi là đêm hội cuối năm thì phải, kiểu như LCK Gala có một số cái giải thưởng, không biết có giải thưởng nhiều solo kill nhất hay không. Hiện tại thì Rascal đang là người dẫn đầu về con số solo kill ở tại LCK mùa này, tầm hơn 20 cái solo kill thì phải. Tôi không biết là tạm thời thì Zed ở mức nào. Ừ, ngày hôm nay Zed đang có cơ hội để cày. Nó có được 3 cái à? Không, cái này được 3 cái. Đây là một cái ván đấu mà ui Feisty. Thôi, Lupi đến đây là cân 2 luôn nha. Giữ chân thành công, Zeus đang bị thả diều rất khó chịu. Nhưng Zeus nói rằng là tôi đang muốn cân 2 và thậm chí là cân 3. Hay. Không được rồi. Đó là một rất quan trọng khi mà bên phía của Brion đã tắt điện đường Zeus. Nhưng mà Soboro, những dư chấn mà Zeus để lại khiến cho hiện tại anh ta đang không tìm được cách để có thể quay lại với ván đấu. Sau 3 lần bị chặt bởi Zeus thì kiểu như là tâm lý của Soboro thật sự đang rất bất ổn. Anh ta chạy xuống dưới, anh ta chết thêm 3 mạng nữa cho các thành viên khác của T1. Và để giờ đây thì T1 đang có ý định phá kỷ lục của mình ở trong ván đấu trước. Nếu như mà Z có dịch chuyển, tôi nghĩ là phá được á, phá kỷ lục được. Tức là dịch chuyển về khu vực đường trên này để chơi tiếp luôn. Nhưng mà bởi vì là Z không có dịch chuyển cho nên thôi, T1 sẽ tạm thời lui về một nhịp. Lupi anh ta đầu tư một cái móc vào đem, nhưng đối phương có phi hồ. Và điểm bẻo đục đã có dành cho bên phía T1, hoặc sợ hai thành viên đến từ Honor. Vẫn phá được kia. Họ có một pha quét 4 người, thậm chí là 5 người khi Feisty chuẩn bị lên bảng điểm số với điểm hạ gục quét sạch dành cho T1 hay chẳng này. Họ nói rằng là úi tốc bên không thành công với Faker và anh ta solo kill Feisty, chính xác là bị solo kill bởi Feisty. Câu giờ T1 đúng. Họ sẽ có không được chiến thắng hay không đây? Không có lính. Không end được. Chưa end được. Kỷ lục của T1 vẫn có thể được giữ. 19 phút 2 giây. Còn hơn 1 phút nữa thôi. Lại xem highlight à? À không, pha này mạnh hơn một chút. Đỉnh cao của Z. Pha này mạnh hơn một chút khi mà anh ta cân bà. Pha đó mà Faker không chết là có thể end game á. Đồng ý. Pha đó mà anh ta tốc biến hôn gió thành công là anh ta sẽ có được điểm hạ gục. Và nhiều khi là T1 sẽ có lính để có thể kết thúc ván đấu. Nhưng không, câu trả lời là Feisty không dính nụ hôn đó đến từ vị trí của Faker thì đúng hơn. Còn đây là pha hủy diệt đến từ T1. Đơn thuần là họ hơn rất là nhiều tiền, họ hơn rất là nhiều về mặt trang bị. Và Brion chỉ có thể chạy mà thôi. Faker có một nụ hôn không đi đúng địa chỉ với cú Air Flash của anh ta. Và Feisty là người thắng trong pha vừa rồi. Một nỗ lực đến từ đội trưởng của T1 để có ý định phá kỷ lục với khoảng thời gian thi đấu sớm hơn ván trước. Nhưng có vẻ như là trận này khó. Hơi khó, chắc là tầm 20 phút rồi chứ 19 phút 2 giây như này thì hơi khó. Faker thì chắc là thấy kịch bản ván đấu này thôi là khả năng giành được 100 điểm bot của mình là hơi thấp rồi. Thôi không cần, cứ chơi tới cứ phi hồ tóc biển hôn gió coi có tạo được highlight không để cố gắng câu lại. Chứ tình hình này chắc là Zed lấy 100 điểm này rồi.
Faker sẽ không thể nào rút ngắn được khoảng cách với lại Kane nhân trên cuộc đua cá nhân. Và đây sẽ là pha giao tranh cuối cùng. Phải rằng tôi nghĩ là không có gì nhiều để bình luận cả, bởi vì chênh lệch về tiền là quá nhiều. Và tất cả những gì mà Tiêu Anh phải làm là sử dụng kỹ năng của mình, thậm chí không cần dùng kỹ năng, những đòn đánh thường thôi là đủ. Không phá được kỷ lục của mình, nhưng nó vẫn là một cái ván đấu dưới 20 phút. À đây là phút thứ 20 nha, đây là phút thứ 20. Thời gian chính xác của nó sẽ là khoảng chừng 19 phút 40 giây nếu mà Tiêu Anh đánh nhà luôn bây giờ. Ngày thi đấu xong sớm nhất của LCK tính tới thời điểm hiện tại ở ván đấu đầu tiên, khi mà chỉ mất khoảng vẹn 40 phút đồng hồ, T1 hạ gục thành công đội hình Challenger của Ferrepion. Nói chung là chúng tôi cũng không có gì nhiều để có thể nói về trận đấu này, một trận đấu mà chúng ta đã biết trước kết quả. Thì LCK Tiếng Việt xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn dành cho buổi offline họp fan của T1 cùng với năm chàng trai trẻ may mắn bên phía của Brion. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào trận đấu thứ 2 của ngày thi đấu hôm nay vào lúc 18 giờ. Còn bây giờ thì xin tạm biệt.